Mùa hè năm 2008, Ngọc Anh lúc đấy là một cô gái 23 tuổi chưa có việc làm. Tốt nghiệp lớp 12 xong thì cô bỏ ngang, chẳng màng thi tiếp vào các trường đại học hoặc cao đẳng nữa. Vì cô nghe bạn bè nói, chương trình học và thi cử trong đấy rất phức tạp, khó ai có thể theo kịp. Thậm chí, nếu may mắn tốt nghiệp thì cũng khó có thể xin được việc làm đúng với chuyên môn mà mình từng học. Mặt khác, gia đình Ngọc Anh lại khá giả. Ba mẹ rất yêu thương và chiều chuộng cô. Dù muốn dù không thì việc tìm cho cô con gái của mình một công việc đối với ông bà Thanh chẳng mấy khó khăn. Nhưng có điều cô lại không muốn đi làm vào thời điểm này mà chỉ muốn tận hưởng những ngày tháng vui chơi, du lịch cùng bạn bè mà thôi. Và rồi sau một năm chơi bời chán chê, qua nhiều lần suy nghĩ đắn đo, cuối cùng Ngọc Anh quyết định xin ba mẹ mình một số tiền để mở một studio chụp hình tiệc tùng đám cưới. Vì cô nghĩ với sở trường và kiến thức làm nhiếp ảnh bao lâu nay khi đi du lịch với bạn bè thì dư sức đảm bảo cho cái studio của mình ngày càng phát triển. Tuy ban đầu, ông bà Thanh có chút do dự khi để cô ra đời lập nghiệp từ sớm, lại chưa có kinh nghiệm quản lý, nhưng vì thương con gái, lại nghe cô vẽ ra những dự định tốt đẹp của tương lai, nên cuối cùng hai ông bà cũng vui vẻ chấp nhận. Để yên tâm hơn, bà Thanh còn đề nghị Linh, con gái của bạn bà, qua phụ giúp Ngọc Anh một tay. Phần vì trước kia Linh từng theo một đoàn làm phim, đảm nhận vai trò nhiếp ảnh nên ít nhiều cô cũng có kinh nghiệm để gánh vác vai trò trợ lý đắc lực cho Ngọc Anh. Phần vì hai cô quen biết nhau từ nhỏ, mặc dù Linh chỉ hơn Ngọc Anh có một tuổi thôi, nhưng mà cả hai đã sớm xem nhau như chị em, nên việc bắt tay hợp tác kinh doanh hai bên gia đình cũng không phản đối hoặc có ý kiến gì. Sau khi thảo luận, bàn bạc kế hoạch xong xuôi, cầm số tiền lớn trong tay, Ngọc Anh và Linh hồ hởi tậu ngay hai cái máy ảnh chụp hình loại tốt nhất cùng với những vật dụng cần thiết khác. Việc kế tiếp là tìm một mặt bằng có vị trí tốt, thuận lợi cho kinh doanh. Qua sự giới thiệu của một số đứa bạn đang làm môi giới nhà đất, Ngọc Anh và Linh đến ngay một địa chỉ nằm ngay bên ốc đảo, đường Rạch Cát, quận 8. Đến nơi, đập vào mắt hai người là một căn nhà một trệt một lầu, bề ngang 4m, chiều dài hơn 20m, khá rộng rãi, nằm ngay ngã ba đường. Bên cạnh là một bãi đất trống khá đẹp, cỏ cây mọc tùm. Nếu không nhìn kỹ thì cứ ngỡ đây là một khu rừng nhỏ giữa thành phố vậy. Đón tiếp hai cô là một người đàn bà tuổi ngoài 50 tên Lam, ăn mặc lịch sự nhưng ẩn đằng sau gương mặt của bà toát lên một nét gì đó sang trọng lắm. Sau một lúc chào hỏi, giới thiệu qua lại với nhau, bấy giờ bà Lam mới dắt hai cô tham quan một vòng căn nhà. Vừa đi bà vừa hứng khởi giới thiệu: "Nhà này đẹp và thoáng mắt lắm, lại nằm ngay con đường xe cộ tấp nập, đông người qua lại, cô là cô ưng hai đứa lắm mới để lại giá rẻ cho đó." Linh cũng nhận ra rằng căn nhà này sạch sẽ và rất thoáng mát, nhất là gió từ ngoài cửa sổ khu đất bên cạnh lùa vào dễ chịu vô cùng. Sau gần 2 tiếng tham quan và thảo luận giá cả, Ngọc Anh và Linh quyết định thuê căn nhà này và ký hợp đồng 3 tháng. Mỗi ngày, từ thanh niên cho đến người già đi ngang qua đây đều tò mò hỏi khi nào khai trương, vì đoạn đường này chỉ có một tiệm chụp hình mà thôi. Suốt gần một buổi, hai cô phải chạy đôn chạy đáo kiểm tra, sắp xếp đồ đạc sao cho hợp lý nhất. Ở gian giữa căn nhà có một căn phòng khá rộng, được trang trí làm tiểu cảnh để chụp ảnh nghệ thuật. Trong lúc kiểm tra thợ thuyền làm việc thì Ngọc Anh vô tình phát hiện dưới chiếc giường gỗ cũ kỹ là một cái ụ mối khá lớn, tựa như một ngôi mộ bằng đất. Nhìn kiểu dáng của nó mà hai cô không khỏi rùng mình. Bà Lam khi ấy cũng có mặt để theo dõi việc sửa sang, trang trí studio. Cảm thấy hoang mang, Linh quay sang hỏi bà Lam: "Cô ơi, cho con hỏi chút, sao dưới giường lại có một ụ mối kỳ vậy cô?" Bà ta nghe vậy thì gương mặt bỗng trầm xuống, hai tay đưa lên tạo cử chỉ kỳ lạ rồi ấp úng phân bày: "À, hai đứa đừng lo, đây chỉ là một cái gò đất bình thường thôi, bên trong không có con mối nào nữa đâu. Do lúc trước cô ít qua đây nên chưa kịp cho người dọn dẹp ra đi. Sẵn bây giờ có cái giường này không xài nữa, con bán ve chai luôn cũng được." Hai cô gái trẻ nghe xong thì cũng suy nghĩ lan man, thấy chuyện cũng không có gì to tát nên hai cô nhanh chóng cho người khiêng cái giường đi và san phẳng luôn cái ụ mối đó. Mọi thứ cuối cùng cũng giải quyết êm xuôi. Trước ngày khai trương, Ngọc Anh có nhờ Nam, một anh bạn học chung cấp 3 với cô, qua studio ngủ lại đêm để trông chừng đồ đạc giúp mình. Để đỡ buồn chán, Nam rủ thêm đứa em trai tên Nguyễn, năm nay 17 tuổi, qua ngủ chung với mình. Lúc bấy giờ là hơn 3 giờ sáng, đang thiêu thiêu ngủ thì Nam nghe có tiếng lục đục ở sau nhà. Nghĩ là thằng em trai đói bụng nên mò xuống bếp nấu mì gói ăn, nên anh cũng yên tâm, cố ru mình vào giấc ngủ. Tuy nhiên, âm thanh chén đĩa cạ vào nhau vẫn không dứt, khiến cho Nam cảm thấy khó chịu xen lẫn bực tức. Nằm được một lúc, chợt anh cảm thấy muốn đi vệ sinh, liền ẻo ải ngồi dậy, lết khỏi cái ghế bố để ra sau nhà. Sẵn đó định chửi cho thằng em phá phách một trận vì dám làm mất giấc ngủ của mình. Không gian xung quanh tối đen như mực, Nam với gương mặt ngái ngủ vừa đi vừa lờ mờ đưa tay bật công tắc đèn hành lang để cho sáng. Ngay sau khi anh bước vào gian bếp thì tiếng chén đĩa cạ vào nhau cũng không còn nữa. Thoáng có một chút khó hiểu, nhưng rồi cơn buồn đi vệ sinh không để cho anh có thời gian suy nghĩ thêm.
đoàn, Nam nhanh chân chạy vọt vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn của mình. Và trong vài phút ngắn ngủi ấy, mọi chuyện vẫn trôi qua một cách êm đềm. Không gian tĩnh lặng vô cùng. Từ lúc bước vào cho đến lúc đi ra, Nam thở phào nhẹ nhõm. Khi đi ngang qua phòng của Nguyễn, anh tò mò hé cửa nhìn vào thì thấy thằng em mình đang trùm mền kín mít, nằm cuộn tròn như một con tôm dưới cái chiếu. Có lẽ vì nó lạnh. Nam đứng ngay cửa ngẫm nghĩ một lúc, định vào hỏi chuyện nó, nhưng lại thôi. Anh chậm chậm khép cửa lại, xoay người bước đi. Lúc về đến phòng của mình thì thằng Nguyễn dưới lầu đi lên. Trên người nó còn thoang thoảng mùi thuốc lá. Thấy anh mình, nó vô tư hỏi: "Ủa, dậy sớm vậy ông nội? Bộ mới đi đái hả?" "Ơ cái thằng này, mày đang định đi đâu đấy? Tao vừa mới thấy mày trong phòng ngủ mà." "Gì vậy cha, tôi đang ở dưới nhà nói chuyện với ghẹ tôi nãy giờ mà. Có trong phòng hồi nào đâu, bộ ông đang ngủ mơ à?" Nam nghe Nguyễn nói thì im lặng không đáp. Anh chỉ mong những gì mình nhìn thấy chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng rõ ràng anh vừa rất tỉnh táo mà. Trong lúc anh đang suy nghĩ mông lung thì thằng Nguyễn đã đi về phòng từ bao giờ. Chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng. Nằm đắp mền trên ghế bố, Nam trằn trọc không ngủ được nữa, vì đầu óc cứ nghĩ về hình ảnh vừa rồi. Dù rằng anh không thấy được mặt mũi thứ đó như thế nào, nhưng cái cảm giác rờn rờn nó thật lắm, liên tục bủa vây tâm hồn của anh. Gần 8 giờ sáng hôm sau, trước cửa studio ngập tràn hoa tươi mừng ngày khai trương. Bạn bè và người thân có mặt đông đủ, hồ hởi chúc mừng hai cô. Ngoài ra còn có hàng xóm và rất nhiều khách hàng đến ủng hộ hai cô chủ trẻ. Với kinh nghiệm học hỏi và sở thích của mình, thời gian đầu studio hút khách rất nhiều, đa phần là các bạn trẻ và một vài show đám cưới. Nhìn vào doanh thu một tháng qua, trừ hết chi phí thuê mặt bằng, sinh hoạt, lương nhân viên thì số tiền lời khá lớn. Cả hai người còn dự tính nếu năm nay thuận lợi sẽ mở thêm một chi nhánh nữa để mở rộng phát triển kinh doanh của hai người. Vào một buổi tối nọ của tháng 12, tiệm studio chỉ còn lác đác vài cậu sinh viên trẻ đến chụp chân dung để nộp đơn xin việc làm. Tiệm bây giờ chỉ còn Ngọc Anh và Nam phục vụ khách mà thôi. Riêng Linh thì nhận nhiệm vụ đi chụp hình sinh nhật cho một gia đình nọ chưa về. Sau khi chụp hình xong cho khách cuối cùng, sẵn thời gian còn sớm lại không biết làm gì, nên Nam ngồi vào bàn vi tính lướt web tìm một chuyên mục nói về tâm linh ma quỷ. Tình cờ anh có xem được một đoạn video về chương trình tâm linh thực tế của Trung Quốc. Trong đó anh thấy nhóm bạn trẻ thám hiểm một ngôi làng cổ xưa nổi tiếng bị bỏ hoang. Nghe đồn nơi này có những hiện tượng ma quỷ không giải thích được. Trong một góc quay tại căn nhà, anh thấy sau lưng đôi nam nữ có một gương mặt kỳ quái đang nhe răng lấp ló sau cánh cửa. Tuy hình ảnh hơi nhòem đôi chút bởi máy ghi hình thời đấy chưa có chức năng lấy nét rõ như bây giờ, nhưng khi nhìn kỹ thì có thể thấy đó là một gương mặt người chứ không phải bị khúc xạ ánh sáng gây nên. Đang mãi chăm chú theo dõi video thì bất ngờ đằng sau lưng Nam có một bàn tay lạnh toát như ngâm nước đá chụp mạnh lấy vai, làm cho anh giật mình và thốt lên một tiếng vì sợ. "Trời má, con nhỏ này làm tao giật mình biết không? Giỡn kỳ cục vậy?" "Ủa, tao tưởng mày không biết sợ chứ, ai dè cũng nhát như thỏ đế." Vừa đáp trả, Ngọc Anh vừa biểu môi trêu đùa thằng bạn đang nhìn mình một cách khó chịu. Thấy Nam có vẻ căng thẳng, không biết có phải vì còn giận cô vì hành động vừa rồi không. Chốc chốc Ngọc Anh thè lưỡi mỉm cười rồi cất tiếng làm lành: "Thôi đi mày, tao xin lỗi được chưa, giỡn có một xíu mà mặt mày căng như dây đàn vậy. Nè, mày ăn gì không để tao ra ngoài mua đồ ăn vặt, tao với mày về ăn chung cho vui." Nam nghe cô bạn nói đến đồ ăn thì gương mặt thay đổi 180 độ, quên mất cơn bực bội vừa rồi. Thằng cha này là vậy đấy, bao nhiêu tật xấu không thấy đâu, chỉ thấy cái tật ham ăn vặt là không thể bỏ được thôi. Cô cười thầm nghĩ vậy. Đoạn, cô bảo anh trông giữ cửa tiệm cẩn thận, còn mình thì lấy xe máy chạy một vòng khu phố, tìm mua một ít đồ ăn vặt theo yêu cầu của Nam, xem như là một món quà làm huề giữa hai người. Thấy cô bạn đi khuất rồi, anh cười thầm thích thú, rồi ngồi xuống ghế tiếp tục lướt những trang web tâm linh để tìm hiểu. Xem được một lúc lâu, anh bỗng cảm thấy xung quanh nhiệt độ hạ xuống bất thường, thoáng có một chút rùng mình vì lạnh. Nam nhanh tay vớ lấy cái áo khoác bên cạnh, mặc vào để giữ ấm cơ thể. Ngay khi cảm giác lạnh lẽo vẫn còn âm ỉ chưa dứt thì một lần nữa anh lại cảm thấy khó chịu và cảm nhận như có một ai đó đang lén lút nhìn mình. Bất chợt, Nam vờ đứng lên vươn vai, giãn cơn giãn cốt, trong khi ánh mắt thì lấp la lấp lém nhìn xung quanh xem có ai lảng vảng bên ngoài không. Sau vài phút thăm dò thì mọi thứ vẫn bình thường. Anh gãi đầu khó hiểu và rồi cười thầm cho rằng mình thần hồn nát thần tính, đưa trí óc tưởng tượng bay đi quá xa. Ngẫm nghĩ lan man, anh ngáp một cái thật dài rồi ngồi xuống ghế tựa đầu ra sau, hai chân gác lên mặt bàn vi tính. Chỉ trong vài giây anh thiếp đi lúc nào không hay. Đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, ngoài trời khi này đang mưa tầm tã. Nam giật mình tỉnh giấc, theo phản xạ anh ngước lên nhìn đồng hồ trên tường, rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa lúc này đang nóng im lìm. Chợt anh ngơ ngác lẩm bẩm một mình: "Cái con nhỏ này đi mua đồ ăn kiểu gì mà trời mưa vẫn chưa về nữa, định chơi mình nữa hay sao đây trời?"
Nói xong, anh quay sang nhìn cạnh bàn vi tính thì thấy điện thoại của bạn vẫn còn ở đây. Định đứng lên mở cửa bước ra ngoài trông ngóng nhưng lại thôi, ngồi kiểm tra lại những thước phim đã chụp cho khách cả ngày nay. Bất giác, Nam cảm thấy mắc tiểu, đồng thời anh chợt nhớ đến cái hình ảnh kỳ quái đêm trước mà chùng chân không dám bước đi. Chẳng may vừa đẩy cửa bước vào, biết đâu lại gặp cái thứ đêm đó chầu chực đứng chờ sẵn mình bên trong thì chắc chết khiếp mất. Nam hoang mang nghĩ thầm như vậy. Cuộc sống mà, có ai kháng lại được quy luật của tự nhiên đâu. Sợ thì vẫn cứ sợ, nhưng nhu cầu giải quyết thì vẫn cứ phải đi thôi. Do dự một lúc, Nam hạ quyết tâm, liền lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho đứa bạn, với hy vọng bên cạnh mình có người trò chuyện cho vơi đi bớt nỗi lo lắng. Lúc bấy giờ, Nam bước đi chậm rãi, qua gian giữa, rồi lại qua góc cầu thang dẫn lên lầu. Vừa đi, anh vừa cố gắng nhìn thẳng phía trước để tránh đôi mắt của mình nhìn lên cầu thang tăm tối. Và rồi anh cũng đến được nhà vệ sinh cuối bếp. Khi đèn bật sáng, kiểm tra xung quanh gian bếp không có gì bất thường, cảm thấy yên tâm, Nam bước lên nhà vệ sinh đóng cửa lại. Đang lúc trò chuyện điện thoại với thằng bạn thì đột nhiên Nam nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp sau vách tường bên ngoài. Mặc dù bên ngoài vẫn mưa rơi đều đều nhưng tiếng bước chân phát ra rõ lắm. Anh còn cảm giác âm thanh đó vang vọng, tựa như mình đang ở trong một không gian rộng lớn trống hốc vậy. Cứ ngỡ là Ngọc Anh vừa mới về tới, Nam hồi hộp tắt máy rồi kêu lên để tự trấn an. Ê Ngọc Anh, mày về đó hả? Ngọc Anh phải không mày? Tao không có giỡn rồi nha. Nam vừa dứt lời thì tiếng bước chân bên ngoài ngưng bặt. Anh hoang mang xả nước bồn cầu, rồi rón rén đẩy nhẹ cánh cửa liếc ra ngoài. Bên ngoài không có bóng dáng một ai cả, chỉ có những lớp bùn đất nhơn nhớt đen đúa kéo dài từ lối hành lang trước nhà đã đến chỗ anh mà thôi. Nam hoảng hốt rụt người vào trong và tâm trí bắt đầu dao động. Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra thì bất ngờ có thứ gì đó sền sệt rớt tõm xuống đầu của anh. Theo quán tính, Nam bộ đưa tay sờ lên đầu, bốc cái thứ ấy đưa xuống nhìn. Chốc chốc anh đã há mồm nhận ra thứ bám trên đầu mình là một cục máu bầm đen thui, đặc quánh và bốc mùi tanh hôi. Nỗi sợ hãi bắt đầu dâng trào, thay vì nhắm mắt bỏ chạy ra ngoài thì đằng này Nam tò mò ngẩng đầu nhìn lên và trời ơi. Trước mắt anh là một gương mặt sần sùi xanh xao, da thịt bong tróc gớm ghiếc. Hai hốc mắt với con ngươi lòng thòng kinh dị, đầu tóc lưa thưa vài sợi tóc quăng tiếp vào nhau. Miệng nó há to dị hợm, nhẽo nhão như cục máu bầm khiến cho Nam vô cùng sợ hãi. Ngay tức khắc, anh hoảng loạn đến mức chỉ biết la to hết sức. Giật mình tỉnh dậy thì anh thấy mình té xuống ghế đau điếng, lồm cồm đứng dậy. Nam vui mừng như trong lòng trúng số độc đắc, hóa ra nãy giờ chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nam dừng lại cái ghế lên, cũng vừa lúc bên ngoài có tiếng đập cửa liên hồi. Anh chợt giật mình trố mắt nhìn ra cửa, nhất thời chưa có hành động gì. Vài giây sau thì có một giọng nói cất lên hối thúc. Mở cửa Nam, mở cửa cho tao lẹ coi, nhanh lên. Nhận ra giọng nói của Ngọc anh chợt thở phào rồi bước nhanh đến mở toang cánh cửa ra. Cô bước nhanh vào nhà, trên tay cầm theo hai hộp thức ăn nóng hổi. Nam lấm lép nhìn ra ngoài, thấy mặt đường khô ráo, không hề có một giọt nước nào. Ngọc Anh đứng bên cạnh, nhìn thằng bạn mình thấy lạ, thì tò mò đập vai anh một cái rồi hỏi. Ê, nhìn cái gì bên ngoài mà chăm chú dữ vậy cha, khép cửa lại rồi vô ăn nè. Ở đây ít người bán đồ ăn vặt quá, tao mua đại hai hộp mì xào giòn cho mày ăn nè. Sáng hôm sau, Nam đến studio làm việc như thường lệ. Trong người cậu mang theo lá bùa bình an mà anh được mẹ thỉnh từ một ông thầy cúng gần nhà. Đêm qua anh đã không kể lại câu chuyện mình gặp trong giấc mơ cho Ngọc Anh nghe, vì anh biết dù có nói thế nào đi chăng nữa thì một người cá tính mạnh mẽ như Ngọc Anh thì chẳng bao giờ tin lời anh nói đâu. Không biết chừng cô còn đem câu chuyện sợ ma của anh kể lại cho đám bạn cũ thì xấu hổ phải biết. Trong mấy ngày làm việc tại đây, Nam chủ yếu đi vệ sinh vào ban ngày cho đỡ sợ, vì cái hình ảnh kinh dị trong giấc mơ vẫn còn ám ảnh anh không ngớt. Mặc dù vậy, nhưng thỉnh thoảng Nam vẫn có nghe láng thoáng tiếng sột sạt sau bếp hay giữa gian phòng tiểu cảnh mỗi khi ở một mình. Vì do là ban ngày nên anh cũng chẳng sợ lắm. 3 ngày sau, buổi sáng hôm đó là đám giỗ ông ngoại ở Cà Mau, nên Nam nói lại với Ngọc Anh là anh nghỉ vài ngày để về quê. Cửa tiệm bây giờ chỉ còn 2 cô gái quản lý. Nhưng ngặt nổi, hôm nay Linh phải đi chụp hình ngoại cảnh cho một nhóm sinh viên để làm kỷ niệm mừng ngày họ tốt nghiệp. Và có thể tối nay cô không về ngủ lại studio được. Suốt cả buổi sáng đến chiều, sau khi kiểm tra xong xuôi những tấm chân dung chụp cho khách, rồi Ngọc Anh buồn bã, liền cầm điện thoại tám chuyện với cô bạn thân của mình tên là Trân. Trò chuyện được một lúc thì cô vui mừng khi thấy cô bạn thân đồng ý đến cửa tiệm ngủ lại với mình đêm nay cho bớt hiu quạnh. Gần 7 giờ tối thì Trân đã có mặt với 2 bịch bánh trắng trộn và một ít đồ ăn vặt mà cô mua ở quán quen thuộc. Vừa ăn, hai cô vừa trò chuyện vui vẻ từ những chủ đề trên trời dưới đất. Thấy không còn khách nữa, Ngọc Anh nhanh chóng đóng cửa tiệm, kiểm tra cẩn thận xung quanh rồi rủ cô bạn về phòng ngủ chung với mình. Thế như đến gần 11 giờ mà hai người vẫn chưa ngủ, vẫn còn đang ngồi xem bộ phim yêu thích của mình. Đang lúc phim gây cấn thì bỗng dưng Ngọc Anh nghe có tiếng chén đũa dưới bếp cạ vào nhau kêu sột soạt. Chợt cô quay sang hỏi Trân lúc này vẫn còn đang dán mắt vào cái tivi. Ê mày, có nghe thấy tiếng gì không? Tao nghe có tiếng chén đĩa ở dưới bếp đó.
Trân đang tập trung xem phim thì nghe hỏi vậy. Đoạn có giảm âm lượng tivi để lắng tai nghe ngóng thì đúng có tiếng va chạm của chén đũa thật, nhưng những âm thanh này không lớn lắm. Thấy vậy cô quay sang nhìn bạn rồi khua tay đáp một cách vô tư: "Ừ, ta cũng nghe thấy nó nữa, mà kệ đi, chắc mấy con chuột đi kiếm ăn ban đêm thôi, mày để ý làm gì cho mệt, coi phim tiếp đi mày." Ngọc Anh nghe cô bạn nói vậy, ngẫm nghĩ một lúc thấy có lý, và rồi cô chẳng màng để tâm nữa. Cả hai tiếp tục xem phim đến 12 giờ rồi mới đi ngủ. Bây giờ là 3 giờ sáng, Ngọc Anh đang ngủ miên man thì bị đánh thức bởi tiếng bước chân phát ra ở dưới nhà. Âm thanh vang vọng ấy giống hệt như cái hôm mà Nam đã được nghe thấy. Tuy nhiên, cô lại cảm thấy khó chịu xen lẫn một chút lo lắng vì nghi ngờ có trộm lẻn vào cửa tiệm của mình. Nằm trên giường, cô thấp thỏm nghe ngóng xung quanh vài phút, rồi thấy tiếng bước chân vẫn không ngừng vang lên. Không nhìn được nữa, cô bèn quay sang lay cô bạn dậy, lúc này đang ngáy say sưa. "Trân, Trân, dậy đi mày, tao nghe thấy có gì nè, dậy đi." Mặc dù lay bao nhiêu lần, thậm chí cô còn vỗ nhẹ liên tục vào mặt Trân, nhưng chẳng hiểu sao cô bạn lại không có phản ứng hay nói năng gì. Tuy có một chút kỳ lạ nhưng cô không thể làm gì hơn. Hết cách, Ngọc Anh đành một mình xuống kiểm tra. Cô lê xuống giường, xỏ đôi dép vải vào, rồi rón rén mở cửa phòng, nghiêng đầu nhìn ra lối hành lang tăm tối. Cô tập trung lắng tai nghe động tĩnh dưới nhà thì không còn nghe thấy gì nữa. Dù vậy, để chắc chắn rằng kẻ trộm đã bỏ đi, và sẵn đó cô kiểm tra lại xem có mất mát tài sản gì không. Trầm ngâm một lúc, cô vớ cây chổi dựng bên hông cầu thang, thủ thế nghiêng người nhìn xuống lầu quan sát. Trong đêm tối thanh vắng không có một tiếng động xung quanh, một nỗi hồi hộp bất an càng lúc càng bao trùm lấy tâm hồn của cô. Thứ cảm giác mà lần đầu tiên cô bắt đầu trải nghiệm, tựa như cô nghĩ bản thân mình đang ở trong một ngôi nhà hoang âm u lạnh lẽo vậy. Lúc bấy giờ Ngọc Anh đã bước xuống dưới nhà. Cô thận trọng bật đèn ngó nghiêng xung quanh, trong khi vẫn cầm chắc cây chổi trên tay. Khi này cô cảm nhận được nhiệt độ ở dưới này lạnh bất thường, dù nhiệt độ máy lạnh trong phòng ngủ của cô cũng chẳng khác biệt là mấy. Loay hoay mãi không thấy có gì kỳ lạ, Ngọc Anh thở phào nhẹ nhõm, cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Chứ nếu quả thật có ai đột nhập vào nhà thì những cái chốt cửa bên trong đâu có tự nhiên mà khóa lại được, trừ khi có một thế lực vô hình nào đó tác động thì mọi thứ sẽ khác. Sau khi đi vệ sinh xong xuôi, Ngọc Anh uể oải ngáp một cái thật dài rồi quyết định trở về phòng để tận dụng vài tiếng ngắn ngủi còn lại để nghỉ ngơi, vì sáng mai cô còn phải thức dậy sớm để dọn dẹp và đón khách nữa. Ngay khi bước chân đến gần cầu thang thì đột nhiên ánh mắt cô khựng lại, ngay cánh cửa căn phòng gian giữa lúc này nó đã hé mở ra như có thể ai đó vừa bước vào. Tim cô bắt đầu loạn nhịp, nỗi hoang mang lo lắng một lần nữa bủa vây toàn thân của cô gái trẻ. Một lần nữa, cô lại cầm chắc cây chổi đưa lên thủ thế. Nếu chẳng may kẻ lạ nào đó xông ra thì cô còn có cái để chống trả được. Đứng tần ngần vài phút, Ngọc Anh mới quyết định tiến vào trong căn phòng nghệ thuật. Ánh mắt luôn nhìn về phía trước. Vừa đưa tay lên bật đèn thì cô nhận ra mọi thứ bên trong hoàn toàn bình thường. Những bức bình phong, tấm thảm bông, hoa cỏ trang trí vẫn nguyên vẹn. Cô nhíu mày thắc mắc tự hỏi: "Ủa, mình nhớ lúc nãy căn phòng nó đóng mà ta. Sao tự nhiên bây giờ nó lại mở được? Hay mình nhớ lộn vậy ta?" Những câu hỏi về cánh cửa tự động mở ra không ngừng hiện lên trong đầu, khiến cô không sao tìm được lời giải thích hợp lý. Sau một lúc kiểm tra quanh căn phòng, thấy không có gì bất thường nữa, cô khẽ mỉm cười, tay chống hông tự trách bản thân mình tưởng tượng quá nhiều mà ra. Đoạn cô vừa xoay người định bước ra khỏi phòng thì bất ngờ Trân, bạn thân của cô, đầu tóc bù xù đang đứng ngay trước mặt từ bao giờ. Ngọc Anh hốt hoảng la lên một tiếng thất thanh, tim như ngừng đập, suýt ngã quỵ xuống đất vì sợ. Trân cũng giật mình bởi tiếng hét của bạn. Thấy vậy cô nhanh chân đỡ lấy vai của Ngọc Anh rồi mỉm cười tự giải bày: "Mày làm gì mà la to dữ vậy? Hàng xóm người ta chửi cho bây giờ. Nửa đêm nửa hôm mày xuống dưới đây làm gì?" "Mới nãy tao mắc toilet, mở mắt ra chả thấy mày đâu. Tưởng mày cũng đi toilet nên tao mới xuống nè. Vừa đi xong cái tai nghe có tiếng trong này lục đục, nghĩ có trộm nên tao mò vào xem nè. Ai dè là mày trong này." "Tao xin lỗi vì không lên tiếng cho mày biết trước nha." Ngọc Anh nghe bạn phân bua như vậy, cô đặt tay lên ngực tự trấn an tinh thần, vừa thở vừa bực dọc trách: "Cái con quỷ, mày đi kiểu gì mà tao không nghe được tiếng chân vậy? Xích nữa thì mày làm tao chết ngất rồi. Mà mày có khùng ngông, trộm lén vào nhà mà mày đi tay không vào theo dõi nó, lỡ có trộm thật thì mày tính sao?" Trân nghe xong thì cười trừ không đáp, liền lảng sang chuyện khác, dục Ngọc Anh quay về phòng ngủ. Cả hai dìu nhau ra đến cửa, sực nhớ quên tắt đèn căn phòng, Ngọc Anh nhờ cô bạn quay lại tắt giùm mình. Trân ầm ừ rồi bước nhanh lại căn phòng. Ngay khi ánh đèn vụt tắt đi thì lần này đến lượt cô sững người lại, đôi mắt lạc thần khi thoáng thấy có một cái bóng đen cao lêu nghêu đứng bất động ngay cạnh cây đèn led cách chỗ cô khoảng 3 mét. Sau vài giây chết lặng, cô run run bật công tắc đèn lên. Đèn vừa sáng thì cái bóng đen kỳ quặc ấy không còn nữa. Nghĩ là mình thần hồn nát thần tính, cô mệt mỏi tắt đèn định bước đi thì một lần nữa cái bóng đen ấy lại xuất hiện. Ghê rợn hơn là vị trí của nó thu hẹp cô tầm chừng khoảng 2 mét. Với khoảng cách này thì Trân có thể thấy rõ vóc dáng gầy gò như con ma đói của nó.
quá hoảng loạn, miệng khô á khẩu không nói lên lời, chỉ đứng chôn chân tại chỗ. Ngay góc cầu thang, Ngọc Anh thấy bạn mình đứng bất động không nhúc nhích gì, liền ngơ ngác cất tiếng hỏi: Trân, Trân à, xong chưa mày? Đi lên lầu ngủ tiếp nè, mày đứng đó làm cái gì vậy? Ngay sau khi nghe được giọng nói của bạn, Trân như hoàn hồn, cô nhanh tay đóng cửa lại rồi bước một mạch lên lầu, chẳng thèm để ý đến thái độ thắc mắc của Ngọc Anh. Suốt khoảng thời gian còn lại cho đến sáng, Trân nằm trên giường, đắp mền chùm kín mít toàn thân, chẳng buồn kể hoặc nói với bạn mình một lời nào. Dù Ngọc Anh cố trấn an, gặng hỏi mãi, nhưng tuyệt nhiên cô không hé ra nửa lời về cái hình ảnh ma quái mà cô vừa thấy. Hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Trân vội vã khoác túi sách ra khỏi nhà, sắc mặt vẫn chưa tan nỗi kinh hoàng. Trước khi chạy xe đi, cô lấm lép nhìn quanh căn nhà một lần nữa, rồi thủ thỉ bên tai của bạn thân: Ngọc Anh à, mày nghe tao đi, đừng ở căn nhà này nữa, nó ghê lắm mày ơi, bỏ đi, đừng ở nữa. Hả? Là sao? Mày nói rõ đi, tự nhiên kêu tao bỏ đi là sao? Mà sao khi không mày nhảy nảy lên, không ở lại với tao một đêm nữa đi? Không phải hôm qua mày hứa chơi với tao 2 ngày còn gì? Mặc cho cô nài nỉ, hứa hẹn đủ điều, nhưng Trân một mực từ chối ở lại đây thêm một đêm nữa, ánh mắt sợ hãi, né tránh gương mặt của bạn mình. Giờ đây, ngồi trên xe máy, trong đầu cô vẫn còn nghe văng vẳng giọng nói ồm ồm ghê rợn của cái bóng đen vọng lên âm thanh giữa đêm khuya khi đứng trước mặt, đưa cánh tay dì hợm, trơ xương chỉ thẳng vào mặt mình và nói: Mày đi ra khỏi đây cho tao, biến ngay đi. Ngay khoảnh khắc ấy, toàn thân cô cứng đờ, cổ họng như bị ai đó siết chặt đến nghẹn thở. Cô biết nếu mình ở lại đây thêm đêm nữa thì sẽ không tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Và rồi cô quyết định rời đi càng sớm càng tốt, dù rằng bản thân cô từ nhỏ đến lớn chưa một lần phải chạm trán với một hồn ma hoặc ác linh nào cả. Thế mà lần đầu tiên trong đời cô lại gặp và còn nghe nó đe dọa nữa. Thử hỏi một cô gái trẻ như Trân làm sao mà không lo sợ cho được. Thấy không thuyết phục được bạn, Ngọc Anh đành bấm bụng để cô chạy đi, ánh mắt dõi theo mà đầu óc cô bỗng nhiên hiện lên vô vàn câu hỏi về những lời nói mà Trân vừa nói. Đang suy nghĩ mông lung thì từ phía sau, Linh chạy chiếc xe máy đến gần, thấy Ngọc Anh cứ đứng tần ngần tại chỗ. Cô thắng xe ngay bên cạnh, ngơ ngác nhìn cô em kết nghĩa rồi hỏi: Ngọc Anh. Nghe giọng nói quen thuộc bên tai, cô chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cô quay sang thì nhận ra Linh. Đoạn cô khẽ mỉm cười đáp: À chị Linh, chị tới hồi nào mà em không thấy vậy? Trời ơi, tao tới nãy giờ sau lưng mày mà mày không biết hả? Mà sao tự nhiên lại đứng ngoài đây, không vô tiệm đi, bộ có chuyện gì hả? Ngọc Anh nghe vậy liền lảng sang chuyện khác. Cũng như mình, Linh xưa nay ít tin vào những chuyện tâm linh, ma quỷ, mặc dù cho gia đình cô theo đạo Phật. Giả dụ như có thuật lại những lời mà Trân đã kể, chẳng những Linh không tin mà còn cho là cô ta cố tình gièm pha, quấy rối công việc kinh doanh đang thuận lợi của hai chị em. Bẵng đi một tuần lễ bình an vô sự thì Nam quay lại studio, nhưng lần này anh đến để xin nghỉ. Cả ba người ngồi trò chuyện với nhau để tìm ra lý do mà Nam quyết định nghỉ đột ngột như vậy. Sau vài câu hỏi, Linh nhận ra Nam có giấu giếm điều gì. Vì quan sát cô thấy sắc mặt anh tái nhợt, lời nói có phần ấp úng, không được tự nhiên, trái hẳn với tính cách sôi nổi của anh mà cô từng biết. Cuối cùng, biết không thể che giấu được hai cô bạn, Nam uống hơn một nửa chai nước suối rồi quyết định thuật lại những gì mà mình đã trải qua trong khoảng thời gian nghỉ phép để về quê dự đám giỗ của ông ngoại. Lúc bấy giờ là khoảng 8 giờ tối, trong một căn nhà cấp 4 của gia đình Nam ở thị xã Hòa Tân thuộc tỉnh Cà Mau. Không gian xung quanh náo nhiệt vô cùng, mọi người ăn giỗ chén chú chén anh, cười nói vui vẻ với nhau. Nam khi này được mẹ sắp xếp riêng cho một bàn tiếp đãi bạn bè trong xóm. Đến khi tiệc tàn thì anh và đám bạn rủ nhau qua nhà một người hàng xóm để hát hò. Đang trong lúc cao hứng thì anh vui vẻ đồng ý ngay. Trên đường đi bộ, Nam nhiều lần để ý thấy có một người đàn ông kỳ lạ, đầu cắm cúi nhìn xuống đất, tay chèo ghe xuôi theo dòng nước, lướt ngang cùng với hướng của nhóm bạn anh. Cảm thấy kỳ lạ, anh bèn quay sang nói với đứa đi bên cạnh: Ê Công, mày có để ý thấy có người đang chèo ghe ở bên kia sông không? Tao hình dung cái người đó đang đi theo tụi mình đó, mày có cảm thấy đúng vậy không? Đứa bạn đi bên cạnh nghe thấy vậy cũng tò mò nheo cặp mắt ti hí nhìn bên kia sông, nhưng tuyệt nhiên anh ta chả thấy người chèo đò nào mà Nam nói tới cả. Sau khi chắc chắn dưới lòng sông không có một chiếc ghe nào, bấy giờ thằng Công nhìn Nam rồi đáp lại: Hả? Mày nói người nào? Tao có thấy ai chèo ghe dưới sông đâu, không tin mình nhìn coi. Quả thật đúng như lời thằng bạn nói, cái người đàn ông kỳ lạ ban nãy đã biến mất từ bao giờ. Xung quanh cũng chẳng có một chiếc thuyền nào qua lại cả. Anh ngơ ngác cho là mình quán gà, lại thêm có một chút hơi men trong người nên nhìn lầm. Giữa một con sông làng quê bình yên này, chẳng lẽ lại có những thứ kia? Tuy vậy, anh cũng chẳng để tâm đến nữa, tiếp tục đi cùng bạn bè. Lần này, có lẽ vì quá vui, lâu rồi mới được tụ tập đám bạn thời thuở nhỏ, nên Nam không từ chối bất kỳ lời mời nào. Chẳng mấy chốc mà cả đám say mềm, ai nấy mặt đỏ bừng bừng vì hơi men, bước đi không vững. Sau cùng, anh đành ngủ lại nhà của đứa bạn trong xóm, chờ sáng mai sẽ trở về nhà. Hôm đó là khoảng 2 giờ tối,
Nam đang ngủ say sưa trên bộ ngựa cùng với ba đứa bạn. Bỗng dưng bên tay anh có tiếng gõ cửa vang lên. Ban đầu thì âm thanh phát lên chậm rãi, nhưng càng lúc nó càng dồn dập hơn, như thúc giục anh mở cửa cho nhanh vậy. Nam bực bội lý nhí đôi mắt, nhìn cánh cửa rung lên bần bật như sắp bung ra. Vì trong người anh còn lừ đừ, đầu óc lâng lâng, anh khẽ cau mày chửi thầm trong miệng. Tổ cha nó, giờ này mà ai còn đập cửa ầm ầm như vậy, bộ muốn người ta đánh chết hay gì? Đoàn, anh quay sang lay vai đứa bạn tên Toàn nằm bên cạnh đang ngáy đều đều. Thấy có người lay gọi mình, nó hất tay Nam ra, miệng cầu nhau khó chịu. Nam nghe vậy cũng chẳng màng gọi nó nữa. Anh chửi thầm một tiếng, rồi ẻo ải kéo mùng, lê lết ra khỏi bộ ngựa, chậm rãi tiến ra cánh cửa, xem người bên ngoài là ai mà làm thiềm giấc ngủ của người khác đêm hôm như vậy. Ngay khi anh đưa tay mở cửa ra, định lên tiếng chửi bới, thì anh chợt khựng lại vì sau cánh cửa chẳng có ai cả. Ngoài cái cây trứng cá trước sân, đung đưa qua lại theo từng cơn gió, tạo thành những hình thù kỳ quái in hằn dưới đất dưới ánh sáng của đêm trăng. Nam ngơ ngác bước hẳn ra ngoài cửa, đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của một ai hoặc một con vật nào. Lúc bấy giờ trong đầu anh bỗng chốc xuất hiện những hình ảnh ma quái mà anh không bao giờ dám nghĩ tới. Đoàn anh vội vàng bước nhanh vào nhà, khép chặt cửa lại rồi phóng như bay lên bộ ngựa, chùm mền kín mít. Cứ như vậy, vào những ngày tiếp theo, Nam liên tục bị đánh thức bởi những tiếng đập cửa vào giữa đêm, cho dù ở nhà mình hay nhà bạn bè, và dĩ nhiên chỉ có một mình anh nghe thấy được âm thanh đó. Rồi đến một hôm, khi anh cảm thấy không chịu nổi nữa, khi phải lắng nghe những tiếng đập cửa ồn ào này, anh quyết định đêm nay sẽ thức trắng để bắt quả tang kẻ đã quấy nhiễu anh mấy ngày nay. Như thường lệ, đồng hồ vừa điểm 2 giờ sáng thì tiếng đập cửa lại vang lên. Do có sự chuẩn bị từ trước nên khi cánh cửa vừa rung lên thì tức khắc Nam ngồi dậy đẩy mạnh cửa ra, quyết định trút hết cơn phẫn nộ xuống đầu kẻ nào đó. Nhưng không, anh liền sững người khi thấy trước mặt mình trống hốc không có gì cả. Toàn thân anh bắt đầu rung lên bần bật vì anh nhận ra mình vừa gặp chuyện gì rồi. Bởi lẽ không có một người bình thường nào có thể biến đi nhanh như vậy được. Mồ hôi nhễ nhại dù đêm nay trời dịu mát, ngay khi Nam định đóng cửa chạy vào phòng thì bất giác anh vô tình nhìn thấy bên cạnh bộ ghế đá trước sân mình có một người đàn ông chân không chạm đất, thân hình ông ta gầy guộc như con ma đói. Cái nhân ảnh kinh dị ấy giống hệt như cái mà anh đã thấy trong giấc mơ khi làm việc ở studio. Trên người ông ta còn phát ra thứ ánh sáng màu xanh lá lập lòe, trông rất quỷ dị. Hồn ma đứng đó đưa đôi mắt lòng thòng nhìn thẳng vào Nam, rồi trầm giọng, miệng méo mó nói giận dữ: "Trả cái nhẫn lại cho tao, trả lại đây." Nam nghe được giọng nói ghê rợn đó, nhưng anh lại há khẩu không thốt lên được lời nào. Đành cắn răng, đứng chết chân tại chỗ chịu đựng. Ngay lúc này, vong hồn người đàn ông xòe bàn tay xương xẩu ra, từ từ lướt tới chỗ Nam đang đứng, miệng gầm gừ không ngớt. Thấy vong ma sắp tiến lại gần, tâm trí anh chợt nghĩ lần này bản thân mình coi như tiêu đời rồi. Anh không biết làm gì ngoài việc nhắm nghiền đôi mắt lại, đón nhận cái chết. Bất ngờ thay, ở ngay sau lưng, bỗng nhiên có một bàn tay vỗ mạnh lên vai làm cho Nam hoàn hồn trở lại. Anh không thét lên, nhưng vì quá hoảng sợ nên anh ngã quỵ xuống đất trước sự hoảng hốt của người phía sau. "Nam, Nam, bây giờ làm sao vậy? Tí đây mà, đêm hôm khuya khoắt, không vô trong nhà ngủ ra đây làm gì?" "Ơ, tí, tí hả? Con..." Nói đoạn, anh sực nhớ ra chuyện gì, liền hốt hoảng, quay sang nhưng không nhìn thấy hồn ma người đàn ông kia đâu nữa. Ngày hôm sau, khi thuật lại sự việc cho cha mẹ nghe, bà mơ mẹ anh có đến nhà một ông thầy bói trong xóm để hỏi chuyện thì Nam nhận được lời khuyên của ông rằng: "Cậu nói thật đi, cậu có lấy trộm hoặc nhặt được món đồ gì đó của ông ta không? Nếu có, tôi khuyên cậu nên sớm trả cho ông ta ngay đi, bằng không mọi chuyện sẽ rắc rối to đấy." Nam nghe vậy thì lúc này mới thú nhận rằng trong khoảng thời gian đầu, tiệm studio đang thi công trang trí nội thất, anh vô tình nhặt được một chiếc nhẫn bằng vàng nằm ngay vị trí cái ụ mối đã bị bỡ toang. Bây giờ chỗ đó đã được lấp đất tráng gạch men cả rồi. Cứ ngỡ do một người nào đó đánh rơi, phần vì biết đó là vàng thật nên anh nảy sinh lòng tham rồi giấu nhẹm chiếc nhẫn đi làm của riêng cho mình. Kể đến đây, Nam lấy trong túi ra chiếc nhẫn vàng đặt lên bàn rồi bắt đầu lo lắng. "Đây nè, cái nhẫn vàng của ông đó, hai người trả lại ổng giùm tôi đi, tôi phải về đây. Xin lỗi mày nha Ngọc Anh, tao không làm nữa đâu." Nói dứt lời thì Nam vội vã đứng lên, khoác cái ba lô chạy ra lấy xe, phóng vụt đi trước sự hoang mang của hai cô gái. Ngọc Anh sau khi nghe được câu chuyện của thằng bạn vừa kể thì cô nửa tin nửa ngờ, không biết thực hư câu chuyện ra sao. Chỉ riêng Linh thì nét mặt dửng dưng lắm, phải nói là vô tư thì đúng hơn. Bởi lẽ những câu chuyện liên quan đến tâm linh cô đều xem là mê tín dị đoan, chỉ hù được những đứa con nít mà thôi. Nhưng còn chiếc nhẫn vàng mà Nam để lại thì cả hai không sao hiểu được anh ta muốn ám chỉ điều gì. Trả lại cho con ma sao? Nếu quả thật trong nhà này có ma thì sao nó không hiện ra cho cô thấy đi mà lại chọn Nam như vậy? Linh thầm nghĩ và khẽ mỉm cười như vậy. Bỏ qua chuyện của Nam, Linh cầm lấy chiếc nhẫn vàng đem bỏ vào tủ rồi khóa lại cẩn thận. Cô ngẫm nghĩ liệu có phải Nam cố tình làm vậy để trêu đùa hai người không? Nhưng biết đâu chừng nay mai anh ta sẽ quay trở lại và đòi chiếc nhẫn thì làm sao?
Vì dù sao đi nữa, gia cảnh nhà Nam cũng thuộc dạng có của ăn của để. Ban đầu anh ta đồng ý làm việc cho hai người cũng chỉ vì tình bạn mà thôi. Trước đó, anh cũng có nộp hồ sơ đi xin việc vài chỗ nhưng chưa nhận được hồi âm. Đến khi biết hồ sơ bị từ chối nên anh quyết định làm luôn tại studio này. Nhưng chẳng được bao lâu thì xảy ra chuyện tâm linh ghê rợn này. Vài ngày tiếp theo thì mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Linh cũng có đăng lên mục tuyển người làm để thế chỗ của Nam hiện giờ, nhưng cả hai vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào để xin việc cả, mặc dù mức lương đề ra cũng khá cao. Khi ấy là ngày rằm 16, đêm trăng nay rất sáng và đẹp. Sau khi Linh làm xong công việc rồi, thay vì quay về nhà của mình thì cô ghé qua tiệm studio, trước lại đưa đồ cho Ngọc Anh, sau cô quyết định ở lại rửa những tấm hình mà cô vừa chụp, đóng thành album để sáng mai kịp giao sớm cho khách. Ủa chị Linh, gần 10 giờ rồi mà chị chưa nghỉ hả? Mày mệt thì nghỉ trước đi, tao còn phải làm cho xong cuốn album, sáng mai giao sớm cho người ta nữa, tại trưa mai người ta bay về Hải Phòng mất rồi. Ngọc Anh nghe vậy cũng không nói gì thêm, cô ra sau nhà, vệ sinh cá nhân rồi lẳng lặng đi lên lầu vào phòng ngủ của mình. Tầm hơn 11 giờ thì Linh đã hoàn thành xong cuốn album. Cô đặt nó vào trong tủ kính, khóa lại cẩn thận, rồi ẻo ải bước ra sau nhà, rửa mặt cho tỉnh táo đầu óc trước khi thay đồ đi ngủ. Bấy giờ, trong lúc Linh đang ở trong nhà vệ sinh rửa mặt, thì bất giác cô nghe bên tai có hơi thở của ai đó thổi vào làm cô giật mình suýt hét lên. Cô hoang mang đảo mắt nhìn quanh nhà vệ sinh nhỏ bé. Ánh sáng bên trong đủ để cho cô thấy hoàn toàn chẳng có ai ở đây cả. Vậy thì cảm giác ban nãy là như thế nào? Cái hơi thở lạnh lẽo ấy rõ ràng là của một người nào đó vừa thổi vào lỗ tai của cô mà. Không phải là ảo giác được. Linh hoang mang, trong đầu cô hiện lên biết bao nhiêu câu hỏi về hiện tượng kỳ lạ xảy ra vừa rồi. Vốn là một người vô thần, chỉ tin theo khoa học hiện đại, nên những ý nghĩ về tâm linh cô đều gạt ngang qua một bên. Sau cùng để tự trấn an bản thân cho bớt lo sợ, cô gật gù cho đó là một nguồn gió lạnh thổi từ bên ngoài vào mà thôi. Nghĩ đoạn, Linh thở phào nhẹ nhõm, ung dung mở cửa ra xem như chưa có chuyện gì xảy ra, vì cô không muốn tâm trí mình vướng bận vào những thứ gọi là thế giới tâm linh. Đêm nay, Linh cảm giác trong lòng bồn chồn khó tả. Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu được tại sao, nguyên nhân gì khiến mình lại lo lắng như vậy. Cô nằm trên giường, trằn trọc mãi mà đôi mắt cứ mở to dù cô đã cố gắng ru mình vào trong giấc ngủ. Bỗng nhiên, ở dưới nhà phát ra âm thanh lạch cạch như có ai đó đang cố gắng cày tủ vậy. Linh hoảng hốt nghĩ rằng có tên trộm đã lẻn vào nhà, liền quay sang khều vai Ngọc Anh, miệng nói khẽ: "Ngọc Anh, dậy đi, có chuyện rồi kìa." Ngọc Anh đang ngủ say thì bị Linh gọi dậy, cô chợt tỉnh giấc, xoay người sang lim dim đôi mắt rồi than phiền: "Hả? Gì vậy chị? Mấy giờ rồi mà chị kêu em dậy?" "Dậy đi, dậy đi, hình như có người trong nhà đấy, tao nghe có tiếng lục đục ở dưới nhà kìa." Ngọc Anh thấy vậy cũng tập trung lắng tai nghe ngóng, nhưng cái âm thanh đó đã không còn nữa. "Em có nghe thấy tiếng gì đâu, chỉ có tiếng dế kêu thôi mà chị." Linh cũng vừa hóng tai nghe thì đúng như vậy. Tuy nhiên cô không mấy yên tâm. Ngẫm nghĩ một lúc, sau cùng cô quyết định một chuyện rồi nói với Ngọc Anh: "Ê, hay là tao với mày xuống dưới kiểm tra đi, tao sợ nó vẫn còn ở trong nhà chứ chưa đi đâu. Đi, đi, đi xuống với tao." Vừa dục cô vừa kéo tay Ngọc Anh lôi dậy. Mặc dù còn ngái ngủ, không muốn rời khỏi giường, nhưng cô phải đi bởi tính cách của Linh xưa nay rất đa nghi. Một khi đã quyết định chuyện gì rồi thì phải làm cho bằng được, mặc kệ nó có nguy hiểm hay không. Lúc bấy giờ, cả hai cô gái cẩn thận mở cửa, bước đi thật chậm rãi xuống dưới nhà. Trên tay hai cô cầm theo hai cây chổi để phòng thân. Loay hoay mãi chả thấy có tên trộm nào cả, hai cô thở phào nhẹ nhõm, Ngọc Anh quyết định đi vệ sinh trước khi quay về phòng ngủ. Trong lúc chờ cô em thì Linh bước đến cái tủ lạnh, lấy chai nước suối vì cổ họng cô lúc này đang khát khô. Vừa uống, ánh mắt cô vừa liếc nhìn xung quanh thì bất ngờ cô hoảng hốt đánh rơi chiếc chai xuống đất, nước bắn tung tóe khắp sàn nhà. Ngọc Anh giật mình khi nghe tiếng động bên ngoài, cô ngơ ngác cất tiếng hỏi: "Chị Linh, chị làm rớt đồ hả? Chị Linh, chị ơi." Không có tiếng đáp lại, cô hoang mang mở cửa, nghiêng đầu nhìn ra gian bếp thì trông thấy Linh đang đứng sững sờ, đầu quay nhìn sang trước cửa nhà. Cảm thấy lạ, cô tiến tới gần hỏi thăm thì bất giác Linh run run chỉ tay về phía trước rồi ấp úng nói: Nó, tao vừa thấy nó đi xuyên qua cửa phòng kia." Ngọc Anh nghe vậy thì nhíu mày khó hiểu, không biết cô đang nói ai, thấy được điều gì mà khiến cô sợ hãi như vậy. Nhìn theo hướng tay Linh chỉ, nhưng cô không thấy gì ngoài một màu đen kịt. Tuy nhiên, qua nét mặt tái nhợt cộng với giọng nói run run của Linh, cô cảm giác có điều gì bất thường. Cũng may trước mặt cô không có hình ảnh kinh dị nào xuất hiện. Khi nghe Ngọc Anh xoa dịu và trấn an tinh thần rằng những gì cô nhìn thấy chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng Linh vẫn một mực khẳng định đó là sự thật. "Không đâu, rõ ràng tao còn tỉnh lắm mà. Mới rồi tao đang uống nước thì vô tình thấy nó lướt qua từ cái tủ trước nhà, rồi đi xuyên qua cánh cửa tiểu cảnh ngay gian giữa đó. Người ngựa nó đen thui à, mà bên ngoài không có đèn nên tao không thấy rõ mặt của nó." Ngọc Anh nghe lời kể của Linh thì cũng chẳng biết tính sao, vì ngay cả bản thân cô cũng không đoán được thứ Linh nhìn thấy đó là gì. Mày hoang hay sao, hay là trộm? Mà cũng không phải, vì rõ ràng Linh nói nó đi xuyên qua cánh cửa mà. Nếu vậy có khi nào là... Nghĩ đến đây, toàn thân cô bỗng nổi gai ốc, sực nhớ đến chuyện của Trân,
cũng sợ hãi bỏ mình rời khỏi đây thì cô càng hoang mang hơn. Trong lúc cô đang đặt ra nhiều câu hỏi để tìm lời giải đáp thì bất ngờ Linh lay vai cô và cất tiếng. Ngọc Anh, hay là tao với mày vô phòng đó kiểm tra lần nữa đi, xem có phải là trộm không, hay là tao nhìn lộn. Đi, đi, mày đi với tao. Ngọc Anh khá bất ngờ khi thấy Linh nói như thế. Bởi lẽ nếu đổi lại là cô chẳng dại dột gì mà đi kiểm tra làm gì. Nếu là trộm thì cả hai có thể chống trả được, nhưng đổi lại nếu là ma thì biết xử lý như thế nào đây? Càng nghĩ cô càng cảm thấy lạnh sống lưng, như thể có ai đó úp một cục nước đá sau lưng mình vậy. Ngay khi cả hai vừa đẩy cửa bước vào, Ngọc Anh chưa kịp bật đèn lên thì Linh nắm lấy tay áo, miệng cất lên làm cô thoáng giật mình. Ngọc Anh, Ngọc Anh, mày nhìn kìa, chỗ cây cổ bông. Mặc dù chưa bật đèn lên, nhưng theo hướng chỉ tay của Linh, từ xa xa, ngay cây cầu nằm trong góc tường của căn phòng tiểu cảnh, có một người đàn ông đang đứng lơ lửng trên cây cầu nhìn thẳng hướng về hai đứa. Trong bóng tối, cái nhân ảnh kỳ dị của ông ta phát ra thứ ánh sáng màu xanh lá, cứ lập lòe, thắt ẩn thắt hiện. Lần đầu tiên trong đời cả hai cô gái biết thế nào là cảm giác chết chân. Bản thân Ngọc Anh cũng không ngờ cái thứ mình nhìn thấy lại là ma và xuất hiện ghê rợn đến vậy. Toàn thân ông ta ốm tông teo như bộ xương khô, đầu tóc rối bù, da mặt thì bong tróc vô cùng kinh tởm. Khi này cả hai cô đều biết được mình nhìn thấy gì rồi, liền lập tức dùng hết sức bình sinh, kéo nhau bỏ lên lầu, phóng nhanh vào phòng chốt cửa lại. Hai người sợ hãi nhìn nhau không nói được lời nào. Hồi lâu qua đi, cả hai mới trấn tĩnh lại. Đoạn Linh quay sang ấp úng nói với Ngọc Anh. Nè mày, giờ phải làm sao đây? Trong nhà này có ma thiệt hả mày? Thằng Nam nó nói đúng đó, hay là tao với mày chạy ra khỏi nhà đi. Ở trong đây lỡ nó mò lên là tao với mày chết chắc đó. Ngọc Anh tuy cũng hơi lo sợ, nhưng với tính cách mạnh mẽ vốn có, cô nghĩ thấy những lời Linh nói hoàn toàn có lý, liền gật đầu đồng ý ngay. Ờ, chuyện đó phải đó, nhưng mà em sợ vừa chạy xuống dưới nó bất ngờ xuất hiện chặn đầu mình thì mình biết tính sao. Chắc lúc đó chị em mình chết ngất luôn quá, hay là mình tính cách khác đi chị. Linh cũng vừa nghĩ đến điều ấy, nhưng nhất thời cô vẫn chưa biết xử lý tình huống này như thế nào. Nhìn lại đồng hồ còn đến mấy tiếng nữa mới trời sáng, chẳng lẽ cả hai phải thấp thỏm ngồi chờ tới sáng hay sao? Chưa nói đến khoảng thời gian ấy, không biết hồn ma gã đàn ông kia có làm hại đến hai cô hay không. Trong lúc hai người đang suy nghĩ tìm cách thoát khỏi căn nhà ma ám này, đột nhiên bên ngoài có tiếng sấm vang rền, vài phút sau thì mưa bắt đầu trút xuống như thác đổ. Hai người nhìn ra cửa sổ, lòng nơm nớp lo sợ. Tâm trí Linh cứ ngỡ là mình là một nhân vật nào đó trong một bộ phim kinh dị mà cô từng xem, nhưng trải nghiệm này cô có cảm giác rất thật và không hề muốn chút nào. Trời ơi, không phải như vậy chứ, tự nhiên lại đổ mưa vào lúc này hả trời? Rồi sao nữa hả mày, liều một phen không? Chứ tao chưa nói hết câu thì cả hai sững người khi nghe thấy tiếng bước chân ở dưới nhà vang lên giữa đêm mưa. Âm thanh ấy từ trước nhà vọng ra sau bếp rồi bắt đầu dừng lại ở ngay bậc thang. Hai cô hoang mang lắng tai nghe động tĩnh dưới nhà. Gần 10 phút trôi qua lặng lẽ, cứ ngỡ rằng mọi thứ đã trở lại bình thường rồi, nhưng không. Bên tai hai cô bắt đầu nghe thấy tiếng khò khè, tiếng rên rỉ ghê rợn vang vọng từ dưới nhà. Càng lúc âm thanh đấy càng rõ mồn một hơn, như thể hồn ma đang bước đi từng bước trên lầu vậy. Tim hai cô như thắt lại, hồi hộp ôm nhau nín thở chờ đợi. Ngọc Anh lúc này thấp thỏm nói khẽ. Nó đang đi lên lầu phải không chị? Bình tĩnh đi mày, chắc không phải đâu. Mày đừng có nói xui xẻo như vậy. Âm thanh ma quái ấy phát ra ngay đầu cầu thang thì ngưng bặt đi. Cả hai đôi mắt không chớp nhìn thẳng về phía cửa phòng. Thời gian trôi qua rất chậm, thấy trong nhà không còn âm thanh gì nữa. Lúc bấy giờ Linh mới thở phào nói. Hình như nó đi rồi mày ơi. Sao tao thấy sợ cái nhà này quá. Chắc sau vụ này tao với mày trả nhà đi. Ở đây tao thấy ghê quá à. Ừ đúng rồi đó, em nghĩ như chị đó. Vái trời sáng lẹ lẹ rồi mình cùng rời khỏi đây thôi. Thôi ngủ đi mày, tao nghĩ chắc không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Chứ cứ ngồi đợi kiểu này tao thấy mệt quá. Hai mắt tao đang muốn sụp mí luôn đây nè. Ờ vậy thôi chị ngủ trước đi để em canh cho. Có gì lát nữa chị nghênh ngược lại cho em ngủ được không? Ờ mày tính gì cũng được đó. Vậy tao ngủ trước nha. Có chuyện gì thì la lên cho tao biết nha. Ngọc Anh gật đầu không đáp. Cô đứng lên bước đến kệ tivi lấy remote bật tivi lên để xem giết thời gian. Nhưng lạ thay cái tivi lại không thể hoạt động được. Tín hiệu cứ chập chờn phát ra âm thanh rè rè khó chịu vô cùng. Cô hoang mang vội tắt đi, bước đến bàn làm việc lấy một cuốn sách ra đọc. Trời càng về khuya càng lạnh, Linh nằm co ro dưới sàn nhà, có lẽ vì cả ngày làm việc quá mệt mỏi. Bất ngờ một luồng hơi lạnh toát như gió mùa đông thổi phà vào người khiến cô run bần bật lên. Nghĩ do mưa gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, cô nửa tỉnh nửa mê cất tiếng nói. Ngọc Anh, đóng cửa lại đi, trời đang mưa to tự nhiên mày mở cửa sổ chi vậy, lạnh quá à. Không có tiếng đáp lại mà hơi lạnh vẫn còn đó. Khi này cô cảm thấy khó chịu, liền mở mắt ra định quay lại gắt với Ngọc Anh vài câu thì bỗng cô thất kinh lồm cồm ngồi dậy. Là vì cô nhận ra rằng mình không nằm trên giường trong phòng ngủ mà nằm ngay dưới sàn nhà lạnh lẽo, xung quanh tối đen như mực. Lúc này Linh cố giữ thật bình tĩnh, chờ cho đôi mắt quen dần với bóng tối. Bấy giờ cô mới phát hiện ra rằng mình đang nằm ở trong căn phòng tiểu cảnh dưới nhà. Cô hoảng hốt xoay người bỏ chạy đến bên cửa thì lạ thay, cô xoay nắm tay cửa mãi mà không thể mở ra được.
Bất giác cô nghe từ phía sau lưng mình có nụ cười man rợ vang lên. Linh kinh hãi, tim như ngừng đập, quay lại tựa lưng vào cửa thì thấy trước mặt mình, cách tầm 3 bước chân là nhân ảnh kỳ dị của một người đàn ông với cơ thể bị phân hủy, da mặt biến dạng, tóc tai lưa thưa xoăn tít như bị cháy xém vậy. Ghê rợn hơn là hai con ngươi của ông ta lòi hẳn ra ngoài, lòng thòng tưởng chừng như sắp rớt xuống đất vậy. Trông thấy cái hình ảnh khủng khiếp đó, Linh hãi hùng thét lên thất thanh, vội chắp tay lại khóc lóc van xin. Mấy người sống khôn thác thiên, xin hãy tha cho tôi đi, đừng lại gần tôi. Tôi hứa sẽ mua đồ cúng cho mấy người, đừng có nhát tôi nữa mà. Mặc cho cô khóc lóc quỳ lại, không dám mở mắt ra nhìn, vong hồn người đàn ông vẫn từ từ lướt đến gần cho đến khi cách chỗ cô khoảng một sải tay. Bất chợt, vong ma đưa cánh tay xương xẩu chỉ thẳng về phía mặt cô rồi gằn giọng nói: Biến khỏi chỗ của tao nhanh lên, biến đi. Ngay khi tiếng nói ghê rợn ấy vừa dứt, đột nhiên cánh cửa hé mở, kêu tiếng cạch. Linh nghe được, biết là cửa đã mở, liền ba chân bốn cẳng tung cửa, bỏ chạy tục mạng lên lầu. Thấy cánh cửa phòng đóng kín, cô nhanh chóng xoay nắm cửa chạy ùa vào, thấy Ngọc Anh đang ngồi thiếp đi, lưng tựa vào thành giường, trên tay vẫn đang cầm cuốn sách. Khi này cô mới biết rằng mình bị ma dắt xuống dưới nhà, trong lúc cô đang còn ngủ. Vậy thì còn cái lúc cô mở cửa ra ngoài, chẳng lẽ Ngọc Anh không nghe thấy gì sao? Linh bám theo cái ý nghĩ đấy, bèn chạy tới bên giường, lay mạnh gọi Ngọc Anh thức dậy. Đang ngủ ngon bất chợt cô tỉnh giấc, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng trách móc của Linh cất lên làm cho cô hoang mang. Ngọc Anh, sao mày nó canh cho tao ngủ mà chưa gì đã ngủ mất tiêu rồi? Mày có biết vừa rồi tao bị ba nó bắt xuống dưới nhà không? Tao mà không phát hiện ra kịp chắc nó dắt tao đi luôn rồi quá. Chị em với nhau mà mày làm vậy coi được hả? Nghe lời than trách ấy, nhất thời cô không hiểu Linh đang nói những gì. Nhìn lại đồng hồ thì thấy đã gần 4 giờ sáng. Ngọc Anh chợt hoảng hốt vì bản thân cô nhớ rất rõ ràng là khi mình lấy sách ra đọc chỉ mới hơn 1 giờ thôi mà. Vậy là cô đã thiếp đi hơn 2 tiếng đồng hồ mà chẳng hay biết gì. Em không biết gì luôn á chị tin em đi. Mới nãy em còn thức canh cho chị mà. Em không cố ý gạt chị đâu chị Linh. Linh quay mặt đi chỗ khác không đáp, nhưng người hờn dỗi vì tủi thân. Hồi lâu qua đi, bấy giờ Linh mới quay sang Ngọc Anh, rồi đứng phắt dậy chán chường đáp: Đi, mình rời khỏi nhà này liền đi, ở đây không có được nữa đâu mày ơi. Nhưng mà trời còn tối quá, rồi ra ngoài mình biết đi đâu hả chị? Hay là không có nhân nhượng gì nữa hết á. Mày có đi không? Không đi tôi đi một mình á, mày ở lại với nó đi. Nghe đến đây thì cô không biết phải làm gì hơn, liền nhanh chóng thu dọn đồ dùng cá nhân cho vào túi sách. Lập tức cả hai cô cắm đầu cắm cổ chạy một mạch xuống cầu thang, rồi ra tới trước nhà. May mắn thay, suốt đoạn đường hai người không gặp hồn ma chặn lối. Vừa bước ra ngoài, Linh nhanh chóng đóng chặt cửa lại, quên mất chiếc xe máy đang còn ở trong nhà. Thấy bên kia đường có cái ghế đá, hai cô nhanh chân chạy qua băng đá, ngồi chờ cho đến khi trời sáng hẳn. Lúc này Linh mới lấy điện thoại ra kiểm tra thì bất ngờ nó hoạt động bình thường như chưa từng sập nguồn. Hai cô bấy giờ mới kinh ngạc và tin rằng trong nhà mình thuê thật sự có ma, đúng với những gì Nam kể lại. Một lúc lâu, Ngọc Anh nhìn lên trời thấy an tâm phần nào vì ánh mặt trời đã bắt đầu le lói. Tiếng rao của những người bán hàng rong ở phía xa vang lên, xóa bỏ đi cái không gian tĩnh lặng đến nghẹn thở. Nhìn vào điện thoại đã thấy hơn 6 giờ sáng, bao nhiêu nỗi lo sợ đêm qua dần dần tan biến đi. Ngọc Anh thở phào, lay vai Linh rồi nói: Chị Linh, giờ mình tính sao đây? Có phải quay lại lấy xe không? Có gì lát về nhà, em kể lại cho ba má em nghe để coi giải quyết sao, chứ em sợ cái nhà đó quá. Ừ, mày nói cũng phải, trước mắt cứ dậy đi, tao mệt quá, lát về tao đánh một giấc cho lại sức mới được. Bàn bạc xong, cả hai không dám quay lại studio để lấy xe, mà bắt xe ôm gần đó để trở về nhà. Lúc bấy giờ, khi nghe con gái thuật lại đầu đuôi sự việc mà cô và Linh đã trải qua một đêm trong căn nhà ma ấy, bà Thanh có chút lo lắng cho con gái của mình và khuyên cô nhanh chóng rời đi, tìm một mặt bằng mới tốt hơn. Thế nhưng chồng bà lại không đồng ý cái chuyện đó. Ông nhìn hai mẹ con giây lát rồi lắc đầu nói: Nhảm nhí, thời buổi này làm gì còn ma cỏ nữa cho tụi bay thấy. Hồi mới bằng tuổi tụi bay, tao lăn lộn ra đời làm ăn từ sáng đến tối khuya mới về nhà mà có thấy mặt con ma nào đâu. Chắc hai chị em bay cày phim nhiều quá nên bị ám ảnh chứ gì. Ngọc Anh thấy ông không tin vào những lời mình kể, mặc dù ở mức lắm nhưng cô vẫn không dám cãi vì sợ cái uy của ba mình. Bà Thanh tuy không đỡ lời cho con gái nhưng bà vẫn nhẹ giọng lên tiếng nhằm giảm bớt không khí căng thẳng đi: Thôi được rồi, có ma hay không thì trước mắt cứ tạm bỏ qua đi. Nè Ngọc Anh, má thấy cái nhà đó hình như không hợp phong thủy làm ăn cho lắm đâu. Con xem đi tìm chỗ khác thuê đi, chứ má thấy cái studio đó khách khứa vắng hoe à. Cô lấm lép nhìn mẹ mình, thấy bà chớp mắt ra hiệu, tinh ý nhận ra, cô liền dựa vào lời của bà mà tán đồng với những câu nói của ông Thanh. Bất giác khi cô chưa kịp nói thêm điều gì thì lập tức ông cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hai mẹ con: Mà thôi, để tối nay tao qua ngủ lại một đêm coi sao, có lý nào mà thời buổi này vẫn còn ma cỏ cơ chứ. Hai mẹ con nghe vậy thì kinh ngạc nhìn ông. Bà Thanh mặc dù còn bán tín bán nghi về câu chuyện của con gái, cho đến khi nghe chồng quyết định ngủ một đêm trong studio để kiểm chứng,
thì không hiểu sao trong lòng bà cứ thấp thỏm lo âu khó tả. Bà định cất tiếng khuyên can thì ngay sau câu nói vừa rồi thì chồng bà đã lẳng lặng ra trước nhà hút thuốc rồi ngắm vườn cây kiển rồi. Trưa hôm đó, sau khi dùng cơm xong, ông đẩy chiếc xe máy ra ngoài rồi cùng con gái chạy qua cửa tiệm. Đến nơi thì cũng vừa lúc thấy Linh và bạn cô dừng xe trước cửa tiệm. Sau vài câu chào hỏi quen thuộc, cả bốn người lẳng lặng tiến vào nhà. Việc đầu tiên là Linh chạy tới bên tủ kính lấy cuốn album, rồi cùng bạn nhanh chân chạy đi giao cho khách. Trong tiệm giờ chỉ còn cha con Ngọc Anh. Ông Thanh lấm lép đảo mắt nhìn quanh cửa tiệm, thấy đồ đạc vẫn bình thường, mọi thứ sắp xếp đâu ra đó. Lúc này ông bước tới lối đi giữa căn nhà, miệng cất tiếng hỏi: "Nè con, hồi đêm qua hai đứa mày gặp ma ở đâu?" Ngọc Anh nghe nói đến từ ma thì rợn da gà. Thoáng chốc, cái nhân ảnh dị hợm đêm qua của người đàn ông ở căn phòng tiểu cảnh hiện rõ trong tâm trí của cô. Cô xoa xoa hai cánh tay rồi lo lắng chỉ tay vào căn phòng gian giữa. "Dạ, hồi hôm tụi con thấy nó ở trong phòng đó đó ba, sợ lắm, ba đừng có vô nha." Nghe xong câu nói ấy càng khiến ông Thanh thấy tò mò hơn, muốn biết hình dáng của con ma ấy trông như thế nào mà làm con gái mình phải sợ đến bỏ cả cửa tiệm, không dám lấy xe chạy về như vậy. Mặc dù cô cảnh báo, ông vẫn điềm tĩnh tự tin bước vào gian giữa. Vừa mở cửa bước vào phòng bật công tắc đèn, ông thấy căn phòng rất đổi bình thường cho đến khi kiểm tra sâu bên trong. Khi này đập vào mắt ông là một cái ụ mối nhô lên, bật tung lớp gạch men dưới đất, ngay vị trí đặt cái giường trước đó. Quá kinh ngạc vì ông nhớ lúc ông thi công căn phòng này, những người thợ đã phá bỏ nó đi rồi kia mà. Sao bây giờ lại có một ụ mối khác mọc lên như vậy? Ngẫm nghĩ một lúc lâu, ông mới ngoảnh đầu lại gọi cho con gái mình vào đây. Dĩ nhiên, ngay sau tiếng gọi lần thứ ba của ông thì cô mới lấy hết can đảm tiến vào phòng. "Nè, mày không nghe tao nói gì hay sao mà bây giờ mới chịu vô?" "Hây, con xem đi, cái hôm gặp ma trong đây con có thấy ụ mối này không?" "Dạ con cũng không biết nữa, lúc đó trong căn phòng không có đèn, tụi con chỉ nhìn thấy con ma nó phát sáng màu xanh nhìn thấy ghê lắm." Ông Thanh nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ một lát, chợt ông xoay người bước ra sau nhà, múc một ca nước, sau đó đổ hết vào cái ụ mối đó nhằm kiểm tra xem có con mối nào không. Ngọc Anh đứng bên cạnh quan sát từng hành động của ông cho đến khi cả hai ngửi thấy mùi hôi thối từ trong mấy cái lỗ thoát ra, tựa như mùi xác chuột chết vậy. Lúc này ông Thanh nhăn mặt, bịt mũi, đứng phắt dậy, quay sang nói với con gái: "Con lấy xe chạy ra ngoài xem có cửa hàng xây dựng nào quanh đây không, rồi mua chiếc xẻng xúc đất về đây cho ba, nhanh lên." Ngọc Anh nghe cha dặn vậy thì gật đầu dạ vâng, hoang mang làm theo lời ông. Hồi lâu qua đi, sau cùng cô cũng quay về, hai cha con lúc này bịt khẩu trang kín mít vì mùi hôi trong ụ mối vẫn phảng phất khắp căn phòng. "Ba ơi, bộ ba định đào nó thiệt á hả? Con sợ quá." "Yên tâm đi, có ba ở đây không có gì phải sợ hết á. Con tránh qua một bên đi. Mà khoan, con đóng cửa tiệm lại đi, coi chừng người ta không biết người ta đi vào bây giờ." Ngọc Anh gật đầu xác nhận là cô đã đóng kín cửa như lời ông căn dặn ban nãy rồi. Ông Thanh yên tâm, quay lại nhìn cái ụ mối chăm chăm, tay hơi run run làm cho cây xẻng chà xuống sân nhà kêu lộp cộp, vì bản thân ông cũng có chút ngán ngẩm khi quyết định làm việc này. Bởi lẽ ông tò mò muốn biết dưới cái ụ mối này có thứ gì mà bốc mùi hôi thối đến vậy. Khi này ông bước sát tới ụ mối, đứng tần ngần vài giây rồi bắt đầu đưa cây xẻng lên, xúc một phát đầu tiên vào cái ụ mối. Ông đập tới đâu ụ mối lập tức rã hết đến đó. Chẳng mấy chốc ông đã đào được một cái hố đất đủ để một đứa bé sơ sinh nằm gọn bên trong. Lúc này ông cảm nhận được mùi hôi thối dưới đất bốc lên mỗi lúc một nồng nặc hơn, khiến ông nhăn nhó mặt mày muốn nôn thốc đi. Nhưng do đã có chuẩn bị từ trước, ông liền bốc một nắm gừng giả nhuyễn thoa lên mũi, lấn át đi mùi hôi âm ỉ đấy. Sau đó ông tiếp tục đào lên nhát xẻng thứ 9 thì ông cảm nhận được cây xẻng vừa va vào một thứ gì đó rất mềm và có độ đàn hồi. Như đã đoán ra được điều gì, ông nhanh tay đào lấy đào để. Sau cùng, thứ mà ông đào được là một tấm chiếu đã sờn nát. Ông và con gái bàng hoàng khi nhìn thấy dưới tấm chiếu còn lộ ra một cái đầu lâu đen nhẽm, bê bết đất cát đã mục rửa từ bao giờ. Mùi hôi thối cũng từ đó mà tỏa ra âm ỉ như bị dồn nén từ rất lâu. "Ba ơi, hình như là xương người đó." "Ừ, ba biết rồi. Nè Ngọc Anh, mau mau gọi điện cho công an đi, để họ đến giải quyết chuyện này nhanh lên." Gần một tiếng sau, lực lượng chức năng cũng đã đến để bắt tay vào khám nghiệm căn nhà và bộ hài cốt dưới đất. Bản thân bà Lam cũng được cơ quan công an triệu tập đến đồn để điều tra làm rõ. Dù vậy, bà liên tục phủ nhận cho rằng mình không liên quan đến bộ hài cốt trong nhà. Sau một thời gian điều tra, xét nghiệm, cơ quan công an cũng đưa ra được kết luận rằng bà ta không liên quan gì và khẳng định đó là một bộ hài cốt vô danh đã được chôn từ rất lâu. Ngay khi sự việc kết thúc, một buổi sáng nọ, bà Lam có đến nhà Ngọc Anh trao đổi một số chuyện và thú thật với cô rằng: "Cô xin lỗi vì đã giấu giếm tụi con chuyện này. Thật ra cô mua lại cái nhà đó 3 năm nay thôi. Biết căn nhà đó có ma luôn, chính cô cũng đã từng gặp cái người đàn ông đó. Ổng cũng mấy lần xuất hiện, xua đuổi không cho cô ở căn nhà, dù cô cúng kiến đủ kiểu mấy lần. Cô nghĩ nếu bán nhà thì tiếc quá vì địa thế của nó tốt. Cuối cùng cô quyết định cho thuê xem sao, biết đâu người ta ở lại bình thường thì sao." Nói đến đây, bà thở dài cầm ly trà lên uống một ngụm rồi cúi đầu lặng lẽ không nói thêm lời nào nữa.
vì biết nói gì bây giờ. Nếu ngay từ đầu bà thành thật thì mọi chuyện đâu có phức tạp như thế này. Sau khi bàn bạc lúc lâu, hai bên đưa ra quyết định sẽ thuê một ông thầy pháp đến đuổi vong người đàn ông đó đi nhằm trả lại sự bình yên cho căn nhà. Cũng trong tối hôm ấy, ngoài bà Lam, ông Thanh và ông thầy pháp tinh phú ra, Ngọc Anh và Linh dù vẫn còn ám ảnh hồn ma người đàn ông kia, hai cô vẫn muốn đi theo vì muốn xem ông thầy bắt ma như thế nào. Tuy nhiên ông Thanh lại không đồng ý và bắt buộc hai cô phải ở nhà. Bấy giờ là khoảng 11 giờ đêm, hàng xóm xung quanh cũng đã đóng cửa im lìm rồi. Sở dĩ ông Phú chọn giờ này để tránh sự chú ý của mọi người vì nó có thể ảnh hưởng đến bà Lam sau này nếu bà có ý định bán hoặc cho người khác thuê lại. Ngay khi chuẩn bị bàn lễ xong xuôi, thấy bà Lam nét mặt lo lắng nhìn mãi xuống đất, ông thầy tinh ý nhận ra liền nói: "Bà yên tâm đi, tôi nghĩ cái vong này không phải vong dữ đâu. Nếu không thì dễ gì nó chỉ xua đuổi bà thôi. Một lát nữa có gì tôi gọi nó lên để đàm phán xem sao. Trong lúc tôi làm phép, ông bà hãy ở yên ở ngoài nha, chờ tôi ra rồi tính sau. Nên nhớ, đừng có tùy tiện mở cửa bước vào à nghe. Lỡ có chuyện gì xảy ra tôi không có cứu được đâu đó." Ông Thanh và bà Lam gật đầu, nhìn thầy vân dạ rồi tức khắc ra khỏi phòng, bước xuống nhà, ngồi xuống ghế chờ đợi. Lúc này trong phòng tiểu cảnh tối đen như mực, ánh sáng duy nhất mà ông thầy Phú thấy được là hai cây đèn cầy le lét đang cháy trên bàn lễ mà thôi. Quan sát căn phòng một lúc, ông thầy bắt đầu cầm cái chuông lên lắc liên hồi, múa máy xung quanh cái bàn lễ, miệng niệm câu thần chú gọi hồn bằng tiếng Tàu. Ngay khi câu thần chú vừa dứt thì trước mắt thầy Phú, ở vị trí cái ụ mối lúc này đã được lấp đất tráng gạch cả rồi, một nhân ảnh quỷ dị thất ẩn thất hiện, rồi dần dần lộ rõ hình ảnh kinh tởm. Cả người bị phân hủy, da thịt bong tróc lộ cả xương ra, hai con ngươi lòi khỏi hốc mắt đen thui, thòng lọng tưởng chừng như sắp rớt xuống đất, khiến ai một lần trông thấy đều sợ hãi vô cùng. Vong hồn gã đàn ông này thở ra một tiếng khò khè rồi nói: "Mày đến bắt tao à, thằng thầy pháp? Mày là ai? Chết như thế nào? Tại sao lại quấy phá gia chủ ở đây?" "Quấy phá sao? Đất này là đất của tao. Mấy chục năm trước, tao cùng với hai thằng bạn tới mảnh đất này sinh sống và lập nghiệp. Thời gian sau, tụi nó thấy tao ăn nên làm ra, có nhiều tiền nên đã âm mưu sát hại rồi chôn xác tao ở đây. Tao hận vì chưa giết được hai thằng súc sinh đó, và cũng không muốn ai ở trong căn nhà này hết, vì đây là đất của tao, mày hiểu chưa?" "Nếu vậy thì phải làm sao ông mới chịu để yên cho người ta sinh sống hả? Dù gì cũng đã mấy chục năm trôi qua rồi, không chừng hai tên giết người kia cũng đã chết rồi cũng nên. Ông cứ sống vất vưởng mãi vậy liệu có tốt không? Nếu ông đồng ý buông bỏ oán niệm của mình, tôi đây sẵn sàng đưa cho ông một lá bùa tiếp dẫn. Nó giúp cho ông được đi đầu thai ngay mà không cần phải chịu đày đọa dưới âm phủ. Ông thấy sao?" Vong hồn người đàn ông nghe vậy trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng ông ta cũng đồng ý buông bỏ oán niệm của mình rồi đi theo thầy Phú về nhà. Và sau đó, theo lời dặn của thầy Phú, bà Lam lập tức lập một cái gian thờ nhỏ đặt ngay ngắn ở giữa căn phòng, quy định đến ngày mùng 2 và ngày mùng 6 âm lịch sẽ cúng kiến chu đáo cho vong hồn người đàn ông kia. Kể từ đó, trong căn nhà không còn xảy ra chuyện gì nữa, Ngọc Anh và Linh có thể yên giấc mà không sợ hồn ma quấy rối nữa. Càng ngày, công việc kinh doanh của hai cô càng phát triển hơn. Một năm sau, hai người quyết định trả lại mặt bằng và thuê một địa điểm khác rộng hơn, tiện cho việc kinh doanh của mình. Với Ngọc Anh và Linh thì đây là một trải nghiệm tâm linh ghê rợn đầu tiên trong đời của hai cô ngay từ khi bắt đầu lập nghiệp. Và cái cảm giác đó có thể sẽ ám ảnh lấy tâm trí của hai người mãi về sau. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy cho tôi biết creepy pasta nào mà các bạn muốn xem ở video tiếp theo nhé. Đừng quên đăng ký kênh, bấm nút chuông thông báo để đón xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.